Trời ơi, sao cục Rubik này khó quá à? Nãy giờ mình chơi giải không được luôn. Trang ơi, cái con chuột nè. Ủa, có chuột hả anh hai? Thời gian nè, còn dính quá tay chuột luôn. Wow. Một con nha. Cái điểm rất là hôi. Ủa sao con chuột này nó hơi hôi vậy anh hai? Chuột mà nó phải hôi chứ, người ta nói là hôi như chuột mà. Cái này là trầm cuối nha. Wow, trời, anh này nó hôi hơn luôn. Ghê luôn á. Ủa sao mình bắt mấy con chuột này vậy anh hai? Mấy chuột này nó phá hại mùa màng lắm nè em. Nó cắn sạch dừa của mình luôn á. Trời ơi, trời ơi, mấy con chuột này nhỏ nhỏ mà nó phá hoại mùa màng nhiều quá à. Ủa sao con chuột này nó nhỏ hơn chuột kia nó bự vậy anh hai? Con chuột này là chuột dừa nè em, nó trên cây á, ăn trái dừa của mình nè. Con này nè, con này là chuột cóc nhum nè, nó ở dưới nó cắn sạch mấy cây dừa con của mình. Trời ơi, nó phá vậy dữ vậy anh hai? Bởi vậy là anh mới bắt nó chứ thôi là đâu có bắt làm chi. Phá quá à. 30 phút trước. Wow, dính rồi nè các bạn ơi. Đây là cái con chuột dừa rồi nha. Trời ơi, cắn mấy trái dừa của mình. Trời ơi, mình gỡ trong kẽm ra, mình bắt nó luôn. Đó. Mình đặt một cái mồi ốc không những nó nhạy ghê luôn á. Một con, giờ còn hai cái bẫy nữa. Wow, một con nữa. Trời ơi, chuột này nó bự hơn con nãy luôn. Ăn dừa mình thanh trơn luôn, nó nhiều dữ lắm á. Mà mình đặt có 3 cái bẫy thôi. Để lần sau mình thêm hai con, đặt hai bẫy dính hết, còn cái bẫy. Quá không dính rồi nè. Con chuột này nó bự hơn hai con kia. Ôi, cái bẫy này bẫy bự hơn nè các bạn. Đây cái bẫy bự hơn nè, bởi vì mình đặt dưới đất. Đó. Chuột này là chuột không nhum á. Nó dữ ghê không? Rồi, ba cái bẫy đặt dính hết trơn rồi. Về mình khoan trang mới được.